Hi, xin chào anh em. Chúng anh em đây là con Honda City 125. Đây là phiên bản màu xám Stanley nha anh em. Đây là phiên bản màu xám Stanley, phiên bản thường thôi, không phải là phiên bản full đồ chơi. Phiên bản full đồ chơi thì nó đắt lắm anh em. Đó, và chiếc xe này thì nó cũng ngót nghét hơn 200 triệu tí xíu. Đó, chính xác là 203 triệu nha anh em. Anh em nào có bạn bè hay là có người thân quen muốn mua xe này thì cứ giới thiệu, kết nối, mình sẽ chích cà phê cho anh em nha. Đó, đây là chiếc Honda CT 125 phiên bản 2023. Đây là model 2023, nó mới có cái màu xám Stanley như thế này. Xe thì nó vẫn là trang bị phanh ABS tiêu chuẩn ở phía đằng trước ha. Phía đằng sau là phanh đĩa thôi, không có ABS. Xe này thì nó phục vụ cho những anh em thích đi off-road, thích đi những địa hình khó. Đó, xe thì nhỏ nhắn, gọn gàng, trọng lượng cũng nhẹ, cho nên chiếc xe này thì nó sẽ linh hoạt hơn khi mình đi ở những đường xấu, đường rừng rồi ha. Đó, xe thì có cái khoảng sáng gầm cũng rất là tốt. Khoảng sáng gầm này nó cũng lên đến gần 17cm nha anh em. Đó, xe nó cũng được trang bị ruột gà bảo vệ phuộc ở đây ha. Và cái mẫu này thì nó cũng có cái thanh ngang để hỗ trợ cho cái phần khung chống đổ. Đó, cái model 2023 thì nó có cái thanh ngang đó. Và ở đây thì cái trước đây thì nó có một cái ti thâm nhớt ở đây ha. Bây giờ model mới thì nó bỏ cái ti thâm nhớt đó, nó nằm chung với cái nắp đổ dầu ở đây nè. Cái ti thâm nhớt nó nằm ở trên này luôn. Và cái phần nắp ở bên phải này thì nó cũng có một số điểm khác nữa, như là cái phần nắp máy ở đây nó cũng làm trơn ha. Đời trước đây thì nó có những cái khe giải nhiệt bằng gió. Và cái nắp mâm lửa ở đây nó cũng khác nè. Ở phần đời trước thì nó bầu bỉnh hơn, còn với cái đời này thì anh em có thể thấy nó làm cái đường gân, đường dập nổi như thế này ha. Đó, nó làm cho cái con xe nhìn nó cứng cáp hơn. Đó, ngoài ra thì xe nó cũng có phuộc tăng chỉnh 5 cấp độ nha. Và cái phần ba ga sau nó được sơn tĩnh điện màu đen. Đó, chiếc xe thì về kiểu cách thiết kế thì nó cũng không khác gì so với model 2021-2022. Đó, model 2023 thì nó có một số thay đổi như thế. Động cơ, rồi sức mạnh hay là hộp số thì nó cũng đều giống nhau, nó không có gì thay đổi. Rồi anh em nào quan tâm tới xe này thì cứ liên hệ với mình nha.